lại là Unity mình phải đây nè. Krenium Studio. What the hell is this? Wow. Wesh, j'ai une sortie scolaire là, mon connard de prof. Hôm nay mình có một chuyến đi ngoài dạ ngoại, thầy của mình muốn mình làm việc ở đây. Mình sẽ tránh mắc phải sai lầm bla bla bla. Sao nghe cái nhạc quen quen đấy nhỉ? Kiểu á ồ á ồ á ồ, nhạc quen quen. Thầy nói tiếng Pháp ở đây. Si j'apprends que tu fais des erreurs, je vais sérieusement m'énerver. J'ai fait quoi? Bonjour, au revoir, bonjour. Thầy nói gì vậy? Em hiểu, em chết liền đấy. Em mới học tiếng Anh chứ chưa học tiếng Pháp. Game này nhìn có vẻ yêu đời quá nhỉ. Mình tưởng mình đăng ký chơi game kinh dị chứ không phải mấy friend ạ. Nay chúng ta chơi game cắm trại nha mấy friend. Oh shit, kẹt mẹ rồi. Nay chúng ta chơi game cắm trại nha mấy friend. Có nói chuyện với thầy được không ta? What the hell is this? Ôi đẹp, lại bắt đầu thầy toán học gì đây rồi. 7 + 2 = 9. 7 + 2 không phải bằng 9 à? 6 + 2 = 8. Félicitations, je pensais pas que t'allais t'en sortir. Oh shit. Continue comme ça. Yeah, merci, merci. What the fuck is this? Huh. Bấm G là được 10 giây chạy bộ mấy cái này nè. 10 giây chạy bộ rất nhanh. Hình như là game này nó hao hao cái game gì đó mày friend ạ. Game ông thầy gì trong trường á, mình lại quên tên rồi. Body mày friend ạ. Nhưng mà phiên bản này là phiên bản Pháp với lại phiên bản này phiên bản ở ngoài rừng hiểu không? Thế hả this? Chuẩn mẹ luôn, mình vừa nói xong. À đây nè. Sách nó nằm trong mấy cái nhà này nè. Đúng không? Chính xác luôn. Vậy thì dễ kiếm, mình cứ tưởng nằm rải rác. 8 + 4 = 12 mày friend. À, điện Nhật 529 mà nhân với 419, sau đó chia cho 625. Không phải 625 đâu, 62.598 phải này nè. Thực ra mấy cái này bằng không thì phải. Má điện lại giật. Có bùi ăn kích đâu đây? 2 đến 7 cuốn sách. What? Hello? What the fuck is this? Bản đồ à? Huh. Interesting. Bây giờ thì dạy gì nữa, lấy sách rồi chạy thôi chứ dạy gì nữa. Gì vậy? Tiếng gì vậy? How to play. The goal of the game is simple. Quy tắc rất là đơn giản. Tìm 7 cuốn sách trong khu rừng. Cuốn sách thì nằm trong những cái chòi. Hoàn thành được những cái câu trả lời bla bla bla, bấm enter. Có những cái đôi giày giúp mình có thể chạy nhanh hơn. Có những cái bản đồ cho phép mình biết đang ở đâu. Và cái đèn pin là cái thứ có thể giúp cho mình nhìn trong màn đêm. Thank you my friend. Wesh, j'ai une sortie scolaire là. Ça, forcément vouloir qu'on traque. Fucking hell, cái bản đồ như cứt ấy. Thề luôn chứ có cái game này bản đồ vô dụng như cái game này. Thằng thầy đâu? À lộn nhầm. Ông thầy đâu? Bản đồ thế này bố thằng nào ấy có thời gian mà ngồi lên mà đọc. Bản đồ nó phải theo kiểu minh họa. Đâu bếp. Hơi bị đau tim rồi nha. À! Má. Vãi cứt thật. Chạy nhanh như một con chó vậy. Hóa nó đổi qua chế độ Naruto. Naruto. Thôi anh cứt rồi. Game này nó thật nó không bằng Badimore gì hôm bữa nữa kìa. Nói chung mấy cái người mà ăn theo cái thể loại này mấy friend, thể loại Badimore, body chứ lộn, nó khó thành công lắm. Tại vì nếu mà làm theo nó thì bị chửi, mà làm khác ý tưởng thì nó lại không thành công. Đó là một cái sự gì đó rất là đau đầu đối với những nhà phát hành game. Ê, ông kia. Ok, enough for today my friend. Ok, chúng ta cùng nhau cheat game này nha mấy friend. Cùng nhau chúng ta cheat cái game này nha mấy friend. Cheat lên 7 cuốn sách rồi còn chạy tụt quần cho vui vậy đó. I got you, motherfucker. Bây giờ mình có thể chỉnh lên 7 rồi mấy friend ạ, I think. Mình nghĩ là thế. Oh shit. Bây giờ là tí tép ra là đâu có kịp. Có power không ta? Phạt game có rút power à? Ăn kích rồi. Ôi vài kích leo đuối ghê vậy. Chạy hết cái này luôn mấy friend. Bỏ xa nó ra mình có thể cheat tiếp được. Để hết giá trị xuống my friend. Wow. Hello. Ok. Mình làm được rồi mấy friend ạ. Mặc dù nó không có chính thống một lắm hay không? Nó không có đi theo cái phương thức truyền thống cho lắm. Nhưng mà thật ra game này chỉ có thể đánh bại bằng cách này thôi hiểu không? Game này chỉ có thể đánh bại bằng cách này thôi chứ không có cách nào để đánh bại được game này hết á mấy friend ạ. Mấy friend phải hiểu cho mình ok. Bây giờ sao đây? 7 cuốn sách rồi giờ sao đây? Oh shit, hello. Yes. Yes my friend. Mình đã phá ra được game này my friend. Yes. Fucking yes. Sau rất nhiều nỗ lực cố gắng my friend. Oh shit, thằng game bệnh dí kìa. Thì mình đã phá ra được game này my friend. Now we blasting off into the ozone. The way we kick it in the dojo was local for show. Though we paving the road that's opposed to the dodo. Going over your head like a top hat. Stop that! I know you hear me spitting these hot raps. Now watch that beat, cause it's about to drop. The rockets is the 09 jump off. Yeah, yo. Last name Pan, first name Peter. I know you see me flying and you want me to teach you, but I stay elevated so that all God's creatures can hear me shout it out like my name is Aretha.